Becca, Becca, Becca đứng chính. Ok, lên lên mặt đâu? Đốt thì sờ quá, đốt thì sờ quá. Còn lên 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 Nghĩa là tắt đi được đấy, mình chỉ cần lấy đấy, xung quanh ấy, xung quanh ấy, xung quanh ấy, tắt quạt đi, tắt quạt đi. Này, tối nha, tắt ga đi, tắt ga đi. Con này cục điện mới làm. Ờ, tới đây ở chỗ cầu thang rồi kìa. Ờ, mày thêm mấy cái chân nến đi. Cho con đi bỏ qua cái chân nến. Cái chân nến này. Ê, cầm một chân nến nữa. Mày ba cái thôi, ba cái thôi. Bóc thêm cái chân nến đi nha. Nhanh lên, bắt đầu lên rồi đấy. Ui, đang lên rồi à? Tôi cắm vào luôn nhá. Cắm vào luôn đi, không có chân này. Hơn 1-2 cái chân thôi. Hai cái nữa thôi. Đừng biết, được rồi đấy. Được rồi, okay. Đẹp rồi. Này, đi không, đợi tí, đừng đi nhanh quá, lại tắt nến mất. Tắt mất một cái luôn. Mình coi đây là sao rồi? Từ từ mày ơi. Một cái. Ui, nến khó quá. Quá. Chưa thấy. Để cho những người cao đứng lên trước chè đó. Ừ đúng rồi. Cho những người cao đứng lên trước chè. Đây đi. Con trai sang hết về. Con trai đi trước đi. Minh Quân thì để ở sau. Con trai đứng trước đi để sạch. Con đang quay à? Ừ hơi đồ thằng mình. Nó đừng quay mà cả mặt bà ấy cũng khổ thân bà ấy lắm. Minh Quân kìa. Quân ơi hãy đứng bên kia chờ đợi Quân. Ngồi xuống với mẹ ạ. Này nhau cao lắm. Có cái đĩa kìa, có đĩa giấy, khoảng cái đĩa giấy.